Chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã đến với phiên live chấm bài của chúng ta ha. Thì cái bài này là bài bìa sách của tập thể khối 8 trước, thì hiện tại lớp 8A1 sẽ lên sóng trước các bạn ha. Bài trang trí bìa sách: không cắt viền trừ 2 chục. Từ từ nha. Không cắt viền trừ 2 chục điểm là cái này nè. Đó là không cắt là bị trừ 2 chục. Ok chưa? Tiếp. Chuyện cổ nước Nga à, quên các bạn ha. Thì lớp 8 của mình làm về nước Nga không hà, chuyện về nước Nga hết trơn luôn đó. Ê, cơ bản làm được gì cực lắm nè. Dễ rồi. Ê, tôi chưa xong nè. Đó, trừ điểm. Chuyện cổ rồi, được rồi đó. Như đây thôi, chăm chế được rồi. Không khó gì. 7 chục trừ 2 chục còn 5 chục. Rớt. Bi à, cảm ơn Bi, không sao đâu em. À, ông lão đánh cá và con cá bị ông đánh. Chèn phải con cá vàng đó hả? Chèn ơi, sao mà đẹp dữ ạ? Ai chỉ cho vẽ con cá này dữ ạ? Hả? Chèn ông lão đánh cá đó hả? Tôi tưởng ăn cướp không đó. Thấy ghê. Em có coi mấy cái chuyện Ả Rập Xê Út không đó? Y chang, cái mặt y chang không biết. Thầy ơi, lớp thầy viết đẹp. Ừ, cảm ơn em. Em cá vàng, màu vàng dữ chưa? Màu vàng dữ chưa? Còn cái này cái gì nữa? Đừng buồn nha thầy. Ừ, không sao em. Lư Gia Hân. Rồi, chịu khó tô màu. 85. Hay quá, 85 điểm nha. Ok, duyệt nha. Tiếng Anh đó thầy. Ở dĩa hả? À, dĩa hả? À. Rồi, không cắt viền trừ 2 chục. Từ từ nha, tôi trừ hết. Không có để sót ai hết trơn á. Không cắt viền trừ 2 chục điểm. Rồi, ok, mai mốt cắt viền vô nha. Cái này là lúc nào cũng nhắc nè, mà không bao giờ để ý bị trừ thôi chứ có gì đâu, đúng không? Ông lão đánh cá và con cá bị ông đánh cái bớt. Trời, đẹp dữ. Cái tay thấy cương ác nè. Ghê không? Mấy bạn biết chuyện này không? Chuyện này tức là con cá vàng này bị ông đánh cái bớt xong hết chuyện. Ghê không? À, làm rất là đẹp nha. Dễ thương nha, con cá vàng nhìn giống cá chép dữ trời. Con cá vàng này nhìn giống con cá chép mà cho ông táo quân vậy trời quá vậy. Nó đó, nghi lắm nha. Y chang luôn chuyện. Cái này y chang con cá chép, con cá vàng gì, có giả lộn không vậy? Thầy ơi, thầy thiếu nhà xuất bản. Ừ, he, nhắc mới nhớ. Cảm ơn em nha. Thiếu tên nhà xuất bản trừ 10 điểm. Rồi, ok nha. Cái này có không? Rồi, ok. Thiếu tên nhà xuất bản trừ thêm 10. Cảm ơn em nha chưa. Thiếu tên nhà xuất bản trừ 10 điểm. Rồi, trừ thêm 10 nữa đi. Ê, cảm ơn em nha, công nhận. Dễ thương quá à. Nhờ em đó. Ừ. Rồi, trừ 30 rồi đó. Chưa gì mà thấy trừ 30 điểm nè. Đẹp không? Nhiều điểm đây. Chợ này được nè. Tô sơ xài quá. 85 điểm trừ 30 nha. Chúc mừng em. Thầy ơi, ông đó hồi bữa đi ngang nhà em bắt con cá nhà em đó thầy. Nhiều chuyện. Cá nhà em nuôi dưới sông, dưới biển hay gì? Nhổ củ cải. Ôi trời ơi, chuyện này chắc bộ hay dữ lắm nè. Tấn Huy đó hả? Trời ơi, làm được gì là mừng cho ảnh rồi đó. Nè, ghê không? Ơi, dễ thương quá nè. Đơn giản chưa? Thiếu nhà xuất bản trừ 10. Ghê không? Thiếu tên nhà xuất bản. Từ từ nha em ơi, mình trừ điều hết trơn. Ai cũng được trừ điểm nha, yên tâm nha. Ừ, ai cũng được trừ hết nha, không sót phần ai đâu. Ừ, nhỏ của cả dễ thương quá. Rồi, ok, được đi. 85 điểm trừ 10. Thấy không? Trời ơi, chả muốn xỉu. Tiếp. Ông lão đánh cá và con cá bị ông đánh. Tô trong đây chưa tô màu vàng, ở trong đây chưa tô màu vàng, trong đây chưa tô màu vàng, trong đây ha. Thiếu tên nhà xuất bản trừ chục điểm. Gì vậy? Có một số chỗ bị lỗi, mong thầy thông cảm. No. Rép nè. No. Con cá bị ông lão đánh sưng cái mặt đó. Chèn ơi, thiếu tên nhà xuất bản nè. Thiếu tên nhà xuất bản trừ 10 điểm. Chúc mừng em. Trời ơi, sao mà dễ thương dữ không biết nữa hà. Dễ thương quá. 82 điểm đi. Ê, cái này hạ xuống đi nha. 80 thôi. Rồi, cái này 82 điểm nha. Trừ 10 điểm nha. Chúc mừng em nha. Tiếp. Xứng đáng cuộc đời rồi, còn đổi gì nữa. Thầy chấm mắt quá hả? Ừ, vô chấm đi, giỏi.
Nè, có nhà xuất bản nè, mừng cho cuộc đời của em. Tên gì đây? Võ Công Hùng nè, thấy ghê không? Nè, vẽ nè, thấy ghê không? Đó, đơn giản được điểm cao liền, khó khăn gì không? 89 à. Nhiều đầy lấy 89 điểm ngọt ngào luôn, thấy không? Đó, đầy đủ có nhà xuất bản liền, thấy không? Bài trước có nhà xuất bản mà thầy. Ở đâu vậy? Ở đâu? Nhà xuất bản ở đâu vậy em ơi? Nhà xuất bản ở đâu? Hả? Nhà xuất bản nằm đâu? Hả? Nó ghi có đủ đâu, nhà xuất gì? Nhà xuất gì? Có biết gì đâu, ghi xong bôi nè, sợ sai nè, vừa bôi xó tùm lum trừ thêm điểm. Bôi xó cẩu thả trừ thêm 10 điểm, chúc mừng em nha. Ê, nhờ mấy bạn nói tôi mới để ý luôn đó, công nhận ghi cẩu thả dễ sợ. Chữ ông, cái bôi xó tùm lum ở đây ha là xong. Cái đưa qua bên đây ghi nè ha, nhỏ xíu cái nè, nhà xuất bản gì đó cái hả, bôi lem tùm lum, đó, chết ngắt chưa. Cái bên đây, nhà xuất cái bôi lè lè lè, hay ghê không. Cảm ơn mấy bạn phát hiện giùm nha. Trời ơi, nhờ nói hình ra tôi thấy bôi xó tùm lum nè, vậy là không được 82 điểm đâu em ơi. 72 điểm hả? Rồi, 72 điểm đi, trừ 20 còn 52 nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã giúp thầy nha chưa. Trời ơi, cảm ơn quá. Tiếp. Thầy có thấy gì đâu, đừng không, thầy thấy gì nè. Ông này ông chấm kỳ ghê, cái bài trước á có đầy đủ thông tin ông trừ điểm nè, nhờ em nói như vậy đó tôi mới nhìn lợ, nhờ ơn phước của em đó, thiệt luôn đó, cuộc đời của em chắc hạnh phúc thiệt. Tiếp Bùi Hoàng Gia gì trời, là cái con trong hình nó vậy luôn hả? Bùi Việt Sĩ, trời nè nè, có logo nhà xuất bản là được nha. Nhà xuất bản Kim Đồng có luôn nha. Chim ưng dấu yêu, má ơi thấy ghê. Con chim ưng đó, xin lỗi mấy em nha. Con chim ưng vậy đó, tại hồi đó giờ thầy chưa gặp chim ưng, hiểu không? Tội nghiệp quá. Nhìn giống con cá sim dưới vậy thầy, đúng rồi. Giống con cá sim, cá phướng đồ đó, nó đó, ừ. Không nào tưởng tượng được, con chim ưng xuất sắc, ngộ ghê. Quá trời ngộ rồi. Rồi, cái này giống con ó hay ghê luôn á. Dạ ông thầy bị bệnh. Dạ không có chị, hôm nay em đủ thứ cái chuyện mà buồn hết đó chị Quyên, thành ra không có tâm trạng á, nhưng mà cũng phải gán lên đây. Rồi Bùi Hoàng Gia, dễ thương quá. Cái này 80 đi ha. Rồi ok, chúc mừng em. Nhìn giống cái đuôi gà hả? Nó đó. Nó đó. Tiếp. Nhổ củ cải nè, đó tôi thấy cái hình minh họa nên hợp lý hơn nè, nhà xuất bản mới hợp có nè. Ê, cái người tội nghiệp nhất là cái người ở đây nè, chứ không phải cái người này, biết sao không? Thầy tưởng tượng nha, nhổ được cái củ này xong đó là cái người mình, cái người đau nhất là bà nội này, chứ không phải là cái củ cải. Trời, tội nghiệp không. Tôi tưởng cái này nắm cái gì vậy, nắm cái gì của bà vậy, bà của em có đuôi luôn hả? Thấy ghê vậy, nắm ta không nắm đi, nắm cái gì của bà nè, nắm cái đuôi. Ghê không, yêu quái với người. Còn con chó này biết nắm gì không? Nó quậm cái tóc nó gịch. Thấy ghê không? Trời ơi, thấy ghê thiệt. Thầy ơi, thầy cái này chống cây gậy mà thầy. Cái gì? Ngọc Diệp, dễ thương quá đi thấy không? Đơn giản điểm cao liền thấy không? Khó khăn gì 90. Tôi nói thiệt nha, ai mà chấm được hàng 90 là mừng dữ lắm đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Tô màu, tao nói nha, chỉnh chu kinh khủng. Tên gì đây? Đỗ Hữu Anh Khoa. Cái cổ cũng đẹp, trời ơi, cái lỗ tai tuốt ở trên cái gì đó, cái chán trên trển luôn, xuất sắc. Cái miệng nè, ghê chưa? Cái nhà trên cây, trời tội nghiệp bà này quá. Ê, có nhà xuất bản Kim Đồng đầy đủ rồi nè, được, dễ thương quá đi, 60. Thấy không? Giá đơn giản đến 60 điểm liền. Ê, tô màu không đều nha, trừ 4 điểm còn 56 nha. Rồi ok, chốt bill 56 điểm. Thầy cho thầy, cái là chuyện công chúa tóc mây, chính xác. Ủa, bộ nhỏ của cải này, bộ chuyện này nổi tiếng lắm. Nhà xuất bản trẻ có nè. Ơi, cái hình minh họa này dễ thương nè. Đó, đẹp không? Đẹp nè, đẹp quá đi. Trời, quá tốt luôn, quá đẹp luôn. Đẹp nhất là con quỷ này nè. Nó cắn cái tóc của con nhỏ con gái này nè mấy bạn. Thấy không? Nó cắn nó gịch nè, thấy ghê không? Nó gịch bưng 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 bưng. Mà đau nhất là con chó này, biết sao không? Tại con mèo ngoài sao nó cắn cái đuôi con chó nó gịch. Nó gật nữa, cái con chuột á, nó lại cắn cái đuôi con mèo nó gịch tiếp. Thấy ghê thiệt. Thánh thần thiên địa ơi, sao mà thấy ghê quá vậy? Dễ thương quá đấy. Minh họa bìa sách Minh Thư hả? Trời dễ thương quá. 95, quá đẹp luôn. Quá đẹp, quá xuất sắc. Tiếp. Quá đẹp luôn. Tiếp.
màu nhờ nhẹ cho cuộc đời của em vậy đó Đăng Khoa. Nhà xuất bản Kim Đồng đầy đủ phải không? Ừ, dễ thương quá. 55 điểm nhé. Rồi chúc mừng em nhé. Tiếp. Ngôi nhà giữa cánh đồng. Ghê quá hả? Giữa cánh đồng có mình ngôi nhà này là nhà ma đó, đừng vô. Em không có coi phim kinh dị, em không biết à. Thiệt, đi coi phim kinh dị đi, nhất là kinh dị Mỹ. Cái khu nào mà tách biệt trong rừng rú có cái nhà một là nhà ma, bảo đảm 100%. Thiếu nhà xuất bản thầy ơi, chính xác, cảm ơn em nha chưa. Thiếu nhà xuất bản tội nghiệp Minh Đăng. Thiếu nhà xuất bản trừ 10 điểm. Chúc mừng em nhé. Trời, bà em quá đẹp luôn. Đẹp nhất là cái cánh tay của bà này. Cánh tay mọc từ cái cổ. Thì ghê quá đi. Trời ơi, xuất sắc. Chưa, từ từ coi điểm cao đó. Không phải thường đâu. 82 đó. Trừ 10 nha. Rồi, ok, chúc mừng em đã. Nó xuất sắc toàn diện luôn. Cảm ơn em nhé. Tiếp. Cho số và 7 chú dê. Tôi biết chuyện này nè. Con dê này đi dê. Con dê. Nhà xuất bản mỹ thuật. Quá đẹp luôn em ơi. Có đầy đủ nha. Nhưng mà cái tựa mình làm không đẹp. Cái tựa mình làm không đầy đủ. Ke chữ nó không có gọi là tinh tế ha. Trừ điểm. Có nhà xuất bản đàng hoàng không bị trừ nha. Chúc mừng em nha chưa. Tên gì đây? Chí Kiệt hả? Bài này dễ thương quá. Dễ thương. 85 luôn đi. 85 điểm nha. Trời ơi, tôi chấm điểm dễ. Không khó khăn gì hết trơn. Tiếp. Chờ tội nghiệp cuộc đời của em có đi, niềm hy vọng đã tắt. Thiếu nhà xuất bản. Thiếu tên nhà xuất bản, chỉ cần ghiên dòng thôi. Nhà xuất bản Kim Đồng hả? Là có điểm. Tôi đâu có kêu vẽ logo đâu đó. Vậy mà còn lười hả? Lười thì mình bị mắc 10 điểm. Chúc mừng em. Chèn ơi, cảm ơn bạn Phin nè nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Trời, cái này dễ thương quá vậy. Cô bé lọ lem. Chèn ơi, tôi biết chuyện này nè. Chuyện này là hồi đó tôi hóa thân thành cái người á, mà giúp cô bé lọ lem đó, là đi kịp cái buổi dạ hội đó. Trời ơi, biết sao không? Hay lửa đậu giùm đó, mệt gần chết luôn. Ta nói lầu đậu trắng, đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ gì đó ha. Cái bà mẹ ghẻ đó, bà đổ một cái bộp. Nè, ai lựa? Tôi lựa chứ ai lựa. Nhờ tôi lựa nè, thành ra mới đi kịp đó. Chứ tôi mà không lựa đó hả? Trời ơi, cái hôm đó tôi lựa đó ha, tôi chữ banh xác hết trơn. Tôi lựa một viên đó ha, là tôi cấu nghiến một viên đó. Bị sao hả? Có con mẹ ghẻ này nó ác quá. Mà người nghiệp là mình mới đau chứ. Khổ lắm, tôi nhớ hoài tới bây giờ. Bây giờ tôi đầu thai lên rồi, nhưng mà tôi vẫn nhớ được chưa. Câu chuyện cuộc đời tôi mà. Rồi, trừ 10 điểm nha. 90. Trời ơi, tội nghiệp quá vậy. 96 điểm nha, thầy chấm lộn, sorry em nhé. Thầy ơi, thầy lộn qua tấm cám hả thầy? Ủa? Tôi nhớ lọ lem nó có lửa luôn đó. Thầy lộn chuyện rồi kìa. Kệ đi. Tôi quá thăng thành nhiều nhân vật quá, nó gì đó. Tên gì đây? Chuyện Hoàng Long đó hả? Chuyện cổ tích. Cậu bé câu cá. Ghê. Thầy biết câu chuyện cổ tích này nè. Câu chuyện cổ tích này nó rất là ý nghĩa. Thì cái hôm đó thì gia cảnh của anh này nghèo lắm. Nghèo rất mồng tơ. Thì không có cái gì để ăn, thành ra cầm cái câu ra câu cá hết. Bốn chục. Trời ơi, phạt ơi. Thiếu nhà xuất bản trừ 10 điểm. Cảm ơn em nhắc thầy nha. Thiếu tên nhà xuất bản trừ 10 điểm. Tội nghiệp em quá. Đã 40 mà còn bị trừ thêm 10 nữa. Trời, tàn nhẫn vậy. Sao mà hả, éo le cục tình ngang trái quá vậy. Rồi, cảm ơn em nhắc tôi nha chưa. Rồi, chỉ là ủa gì trời. Ông lão đánh cá và con cá vàng. Mà tại sao em vẽ ông lão câu cá, câu được cá vàng vậy? Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi trời, tôi cấm kỵ nhất ông mặt trời nằm ở góc ngã tư đường ha. Đó, ghê. Đã người ta nói là ông lão đánh cá mà đi vẽ ông lão đi câu cá vàng. Là đánh cá dữ chưa? Là đánh cá dữ chưa? Trời ơi, phẹt ơi. Bộ em đi câu cá vàng về xong em tán con cá vàng cái bớp hay gì? Thấy ghê thiệt á, công nhận lớp 8 luôn đó. Tôi không tin được luôn á chèn ơi. Lớp này huy không hả? Xuất sắc, màu nhiệm, ghê trời. Cái hồ cá bay lơ lửng trên mây nữa nè. Trời, đáng sợ quá vậy. Trời, sao mà kinh khủng quá vậy, hải hùng quá vậy. Phim kinh dị hả? Hay là chuyện kinh dị? Thấy ghê quá vậy. Thầy ơi, thầy có nhà xuất bản. Ừ, có nhà xuất bản hơn á. Là đánh cá dữ chưa đó. Hỏi câu hỏi chấn động chưa. Dễ thương quá. 49 điểm nha. Ừ, gớt.
tiếp. Hầu vô đẹp nè, thấy không? Sự tích con Thiên Nga nè, đẹp ghê không? Thì hãy biết câu chuyện cổ tích này. Đó là một ngày nọ thì cái quả trứng nở ra, nở ra một con vịt bự bành kia, nó kêu lên hai tiếng Thiên Nga. Thế là tên của nó là Thiên Nga. Ghê không? Trăm điểm. Hãy kể chuyện ngắn gọn xúc tích, nhanh gọn lẹ luôn, thấy không? Bạn vẽ rất là dễ thương. Hay không? Quá đẹp luôn á nè, đẹp xuất sắc luôn nè. Đó. Thấy chưa? Thấy không? Cái liều nè, cái liều là bay lên trời nè. Không nào tưởng tượng được, mà vẽ quá đẹp. Hai cái luôn. Đẹp quá. Có nhà xuất bản giáo dục nữa nè, dễ thương. Ồ, có nhà xuất bản Kim Đồng đầy đủ nè, tên gì đây? Xuân An hả? Chờ tội nghiệp cuộc đời của em quá. 45, 49 đi. 49 đi là vừa tầm rớt rồi. Tiếp. Không, tội nghiệp, 49 tội nghiệp quá. 54,9 đi, tại 60 điểm mới đậu nhé. Tiếp. Chờ tội nghiệp hơn nữa nè. 55 điểm đi, rớt tiếp nè. Có nhà xuất bản nữa nè, tội nghiệp quá. Ừ, vậy đi ha. Công nhận ha, trời ơi, bị bú cổ tội nghiệp quá. Tiếp. Rồi tới nữa đó, ông lão đánh cá và con cá bị ông đánh. Chuyện cổ tích kinh điển thế giới hay nhất, tác giả Tâm Anh. Ghê không? Chủ biên Triệu Phương Phương, dịch Nguyễn Thị Hoa. Thơm quá đẹp luôn. Bức tranh thơm mùi hoa nè, thấy ghê không? Em thấy người ta đánh cá không? Là cái lưới đánh cá nè, thấy con cá vàng không? Em ơi em, con cá vàng tôi tưởng con cá chép không đó. Là con cá vàng dữ rồi đó hả? Xin lỗi thầy, nhà con hết giấy trắng, thầy thông cảm. Chờ ơ vô tư. Vô tư, ok. Vô tư nha, không sao. Vô tư nha. Rồi ok, không sao nha Tâm Anh. Dễ thương quá đi, bà này thấy cưng quá hà. 95 điểm, quá đẹp luôn. Tiếp, hôm nay chấm 2 lớp đặng. Còn lớp nữa, cười chết. Nhà xuất bản Dân Trí nè, dễ thương quá đi thấy không? Thấy ghê quá hả? Từ từ nha. Bài này bao nhiêu điểm mấy bạn? Rồi cho mấy bạn cho điểm bài này luôn đó. Ghê không? Muốn xỉu luôn đó trời ơi. Tuệ Thanh, chuyện cổ tích nước Nga. Chàng ơi sao mà đẹp dữ vậy nè. Thấy ghê không? Nè con thấy con cá vàng chưa? Thấy con cá vàng chưa? Đẹp không? Tôi tưởng là cái con... kỳ nhông kỳ đà không đó. Tôi tưởng mấy con cắt kè hoa mà chuyển màu rồi đó. Ừ y chang không xơ một miếng luôn. Nhất là hai cái chân trước và hai cái chân sau không xơ một miếng, cái đuôi dài nữa nè. Ghê không? Tưởng con cắt kè không đó. Ghê thiệt, không tưởng tượng được. Mấy bạn có nhìn thấy giống không? Không có cái lưới mà sao đánh thầy ơi. Chắc này là khúc sao rồi đó. Rồi dễ thương quá, cho điểm cao luôn ha. 95 luôn. Rồi 95 là cao đó. Chúc mừng em nha, được 95 điểm, quá xuất sắc, quá tuyệt vời. Tiếp. Quá đẹp à. Nhổ củ cải nữa nè. Đó, đẹp ghê nè. Riêng bữa này hãy cho 100 điểm luôn nha. Quá đẹp luôn nè, thấy không? Phải vậy mới được. Ồ, đẹp liền, thấy không? Đó. Nè, thấy chưa? Vậy là các bạn kia dễ thiếu rồi. Con chó cắn cái tóc rồi. Còn con mèo cắn cái đuôi con chó. Con chuột cắn đuôi con mèo nữa. Rồi xong. Nhà xuất bản mỹ thuật đầy đủ nè. Tác giả nè, trời ơi đẹp quá. Thấy không, đơn giản nè, đẹp ghê không? Cái này củ cải hành tinh hay gì mà sao mà hả, một đống người mà hả, nhỏ không nổi vậy. Ghê thì có Hải Yến dạ quá tốt luôn. Ghê không? Tranh lớp 9 hả thầy? Không, lớp 8. Tôi mê con ếch nha, công chúa ếch trời dễ thương quá vậy. Nhà xuất bản Kim Đồng mới muốn ghi chữ cho đàng hoàng nha. Rồi ok, cái này cho nó to lên xíu, coi cái tựa đề nhỏ xíu vậy. 96. Tiếp. Chủ đề là gì vậy? Chủ đề đó là em tính quãng đường A đến B là 15 km ha. Điểm A cách điểm C là 20 km. Vậy giữa khoảng cách B và C là cách nhau bao nhiêu km? Tiếp. Nhổ củ cải nữa nè. Chờ bài tôi chưa xong. Xong cuộc đời em rồi đó. Xưng Hà. Thấy không? Không nào tưởng tượng được ha. Tôi chưa xong. Dễ thương quá đi. Tôi chưa xong sao điểm được cao được nghe không? 4 chột. Tội nghiệp em. Tiếp. Ông lão đánh cá và con cá bị ổng đánh tan nát. Chuyện cổ tích kinh điển thế giới. Trời, có nhà xuất bản nữa nè. Hên quá ha. Quá đẹp.
Ông đánh cá để làm gì biết không mấy bạn? Về chiên xù ăn. Thiệt, cá chiên xù ăn ngon lắm. Ăn chưa? Nhất là cá vàng đó. Thì ai mà nhà có nuôi cá vàng hoặc là cá gì à, cá huyết long, cá hải tượng rồi đó, đem ra làm đi, ăn ngon dữ lắm. Cá ngăn long rồi đó. Ừ, đừng ăn cá chép, cá chép không ngon. Ừ, ghê không? Ăn cá coi rồi đó. Ừ, ăn mấy con cá cảnh rồi đó. Ừ, cá ông tiên rồi, cá la hán rồi đó. Ừ, ăn mấy đó ngon hơn. Chỉ cho ăn. Dễ thương quá ha. 96 điểm đi. Dễ thương quá à. Không tưởng tượng được. Quá trời quá đắt rồi. Tôi thấy được cái sự trăn trở của em. Chị gái ai gì? Alenusaka. Và em trai Ivanuska. Dễ thương quá ha. Có nhà xuất bản nữa nè. Đẹp, dễ thương, được, ưng cái bụng liền. Quá xuất sắc luôn, thấy không? Vinh Tuấn hôm nay vẽ tốt quá. Có logo, có nhà xuất bản, có tựa luôn. Tựa hơi nhỏ, trừ điểm đi, hơi cài chăm chế được đi. 89 điểm. Dễ thương, quá đẹp. Tiếp. Chờ tội nghiệp với chờ. Thôi cộng thêm điểm cho bạn đi, tội nghiệp quá. Cộng thêm 3 điểm đi ha. Rồi, 3 điểm. Ok ha. Tiếp. Ngọc Như hả? Con gái hả? Vẽ bình thường thì vẽ gì nè ha. Nè, vẽ bình thường thì vẽ tốt lắm ha. Còn vẽ nộp tôi nè. Tưởng vẽ đẹp cái muốn vẽ gì vẽ hả? 20. Tiếp. Nhà xuất bản Dân Trí. Dễ thương ghê thấy không? Đó thấy không? Ông lão đánh cá mà tôi tưởng ông đi hạ phóng sinh không đó chèn phẹt ơi. Trời ơi, tôi chưa tô xong nó quá tuyệt vời luôn em ơi. 20. Tiếp. Đẹp. 20. Tiếp. Tuyệt vời. 20. Tiếp. Xuất sắc. 20. Tiếp. Tuyệt vời. Ừ, cái này tô gần xong mà được 35. Quá tuyệt vời. Chấm, ê, phải lớp nào vẽ hả? Cũng cỡ đó đi, mình chấm cho nó nhanh. Đó hay chưa? Ông lão đánh cá và con cá vàng. Dễ thương quá đi. Trời, con cá vàng mà tô màu này chết ừ. Ê, con cá vàng luôn đó. Trời, tội nghiệp quá chị chèn ơi. Tôi tưởng con ảnh ương nào không. Thiệt luôn á chèn. Ủa sao mà trăn trở như vậy cơ chứ? Ngộ chưa? Tấm này xinh quá đi. 97 điểm. Ủa mấy em ơi, cho thầy hỏi coi hồi nãy giờ có bức nào đựng chăm chưa? Hình như có một bức phải không? Rồi mình coi lại nha. Mình coi lại bài tập thể lớp 8A1. Nhấn mạnh lại nha. Lớp 8A1. Thầy ơi, cái bức cuối hiếu nhà xuất bản hả? Em ơi, ghi bút chì không thấy. Đây nè. Nè, thấy không? Thấy nhà xuất bản chưa? Đó, ghi bút chì chá chá đó. Ghê không? Ngộ ghê. Gớt hết đi. Chờ cái này mà gớt tội nghiệp quá. 29, gớt tiếp. 29, gớt tiếp. Rồi. Bài đẹp được bài nặng chăng. Đẹp không? 95 cũng nhiều nữa. Bài đường chậm cái gì nè. Đó, đúng rồi. Đó, thấy chưa? Đẹp không? Chàng phẹt ơi, ông lão đánh cá và con cá vàng. Cái chuyện này có gì chan gì, cái để cậu bé câu cá. Ngộ ghê ha. Sao mà ghét là ngộ ghê vậy? Chỗ này tội nghiệp quá vậy. Cộng thêm 5 luôn đó, 90. Tội nghiệp quá. 90 điểm nha.
Rồi ok nha. Cái này nhiêu ạ? 82 trừ 10 vừa. 55 vừa. Cái này nhiêu ạ? Trời này 95 mà hả? Trời phẹt cơ. Không, 100 luôn. Rồi ok ha. Trải qua cơn giông bão, thầy cho em được 100 điểm tiếp. Trời này có 90 điểm hả? Tội nghiệp quá. Cộng thêm 5. Đó. Tôi dễ ẹt, không có khó một miếng nào hết trơn luôn. Này 80 rồi hả? Hơi tội nghiệp quá đi. 82 đó. Nhanh gọn lẹ ha. Đó. Khó khăn cái gì? Không có khó khăn một miếng nào hết trơn. Chờ tội nghiệp quá vậy. Thiếu nhiều quá vậy. Thiếu nhiều thì bị trừ nhiều. Này 85 điểm hả? Chờ tội nghiệp quá vậy. Thôi chăm chế đi. Cộng thêm 5 luôn đi. Thôi chăm chế luôn đó. Đợt cuối mình à, làm kiểu như từ thiện nha. Ok ha. Rồi ok. Nhanh gọn lẹ liền thấy không đó. Rồi cảm ơn các bạn đã xem live Hả Tim nha. Bye bye các bạn.